Rồi chào em. Thế mình rã thái nè em ơi. Mới rã xong lên liền luôn nè. Hồi nhiều anh em trông chờ quá. Rồi bỏ qua lăn mâm lửa ớt thái nè em ơi. Này bị tha, tha. Lô cái dĩa đề, lô cái thang để đề đây nha anh em. Lô ổ bị đề nè em ơi. Rồi bên trong đẹp như hình. Ớt thái nặng hơn anh pha nha em. Nặng hơn quay, quay anh pha rửa nha em. Dày nặng hơn em ơi. Còn chống sơn như lắm em. Còn này thay, thay này lai cái ổ bi đề đây nha em. Rồi dây đề như có gọn gọn nhẹ em ơi. Rồi dây đề đẹp luôn. Rồi lửa đẹp anh em ơi. Lửa còn vàng ánh luôn ha. Đúng rồi, ớt thái nha anh em. Dây còn mềm xèo anh em. Còn chấm chấm sơn lên em, còn chấm sơn như ốc lên em ơi. Ốc á đẹp anh em ơi. Rồi đầy đủ hình ốc tán đầy đủ anh em ơi nè. Đầy đủ luôn, sơn cam đi đi luôn anh em ơi. Xin để đi đi luôn nha anh em. Xin đề xịn mới thay luôn nha, đi đi luôn nha. Rồi giá bộ qua lăng mâm lửa ớt thái lai ổ bị đề 600 bao ship anh em, 600 bao ship nha. Ớt thái anh em ơi, cái độ của lửa nó cũng biết rồi, mạnh anh em ơi, đều lửa mạnh luôn anh em. Rồi đầu bộ ớt thái không tuôn răng sơ mi kèm bơm nha anh em, kèm cục bơm nha anh em. Ốc ba nắp thái nè em, hình sao nè em ơi, đầy đủ nha, bông hình bông ngôi sao luôn nha, bông 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 nè em. Rồi ở thái đầu TH nè em ơi. Rồi không tuôn răng semi nha anh em. Lỗ mà đi chưa vớt chưa phá. Rồi giá bộ này là 1.800.000 bao ship nha anh em. 1.800.000 bao ship. Đầu lòng đầu ống hơi nha anh em. Đầu ống hơi nha. Full nắp. Rồi 1.800.000 bao ship anh em ơi. 1.800.000 bao ship nha anh em. Rồi lòng lòng có thái nha anh em. KTL nha anh em. KTL nha. Rồi cái trái cũng cao tỷ lệ luôn em, ở tầng đa nha anh em ơi. Ở tầng đa nha, trái còn đẹp anh em. Trái còn đẹp ok nha anh em. Trên xe em ru anh em ơi. Rồi còn im bóc nha anh em. Lòng có này để lâu có nước vô nó hơi ố anh em. Anh em chạy vài ngày là hết nha em. Bao im bao khối cho anh em luôn. Rồi giá cái lòng cái thái này là 700 bao ship nha anh em. 700 bao ship lòng ớt thái ớt tân đai anh em ơi. 700 bao ship chất lượng khỏi bàn rồi, KTL anh em ơi. Đúng mã KTL nha. KTL anh em tặng bạc mới cho anh em xài nha. Thì tháo tháo vô nó hơi khói nhẹ, tháo tháo vô nó chắc nó hơi khói. Rồi tặng bạc mới cho anh em xài luôn, bao im bao khói luôn. Cái lòng có bị ố nhẹ anh em ơi. Nước vô ướt ố nhẹ nha. Không có chỉ lắng nghe anh em, không gợn luôn nha. Xài vài ngày là hết liền à. Rồi cam có thái nha anh em, cam cỏ thái này bao đẹp anh em ơi, không gì để chơi nữa, quá đẹp anh em. Thái chắc là cũng biết rồi, quá đẹp. Rồi cỏ bao đẹp nha anh em, cỏ lắng nghe anh em ơi, đường giữa gọn nhẹ thôi, dấu nhẹ thôi. Rồi cam cỏ bao đẹp nha anh em.
ếch thái anh em ơi, quá đẹp anh ơi, cam còi bóng như gương nè. Rồi đầy đủ mấy kiến ngát đầy đủ, năm trăm rưỡi bao ship nha anh ơi, 500 rưỡi bao ship, cam còi ếch thái nha, 500 rưỡi bao ship. Rồi cốt đạp cốt số ếch thái anh em ơi, giống như 110 nè, đẹp nè, đầu dù nè. Rồi hai đầu cốt đẹp nha anh em, này giống như trái 110 nha anh em ơi, hai đầu cốt đẹp luôn nha. Rồi 200 bao ship nha anh em, 200 bao ship nha, cốt đạp cốt số ếch thái nha anh em. Rồi bộ đũa đầu ếch thái anh em ơi, còn đẹp nha anh em. Chất lượng khỏi bàn anh em ơi, ếch thái là mình lấy giá cao nên bán giá cao hơn bình thường chút nha anh em. Rồi 120 bao ship anh em, bộ đũa đầu ếch thái 120 bao ship. Rồi dân ếch thái mới đã đằng đầu, tai có kêu nhẹ, trên xe test vẫn im, trên xe test im ru anh em ơi. Cái này có rổ nhẹ anh em ơi, rổ nhẹ kỹ mới thấy nha anh em, nói kỹ mới thấy nha. Rồi tai có kêu nhẹ, chạy trên xe vẫn im, nó bán sát anh em làm mình làm 200 bao ship anh em luôn. Dân ếch thái trên xe test im ru anh em ơi, ra giờ gỡ ra thì kêu nhẹ thôi, kêu rất nhẹ, trên xe về gắn liều liền được nha anh em. Rồi mới đằng đầu 200 bao ship, gắn sát anh em về làm không bao gì, chứ bao gì chưa làm gì. Rồi bộ số ếch thái cốt nhông đẹp 99% nha anh em, quá đẹp anh em ơi, này giống như quay thái 110 nha anh em, y chang quay thái 110 nha anh em, này nó mình đi lên quay thái 110 cũng được, ok nha anh em. Rồi số đẹp, rồi số đẹp 305 nha anh em nhìn kỹ anh em ơi. Số này giống qua thái 110 nha anh em, đậu y chang thái 110 vậy anh em, về qua thái 110 y bài luôn nha, rẻ qua thái 110 nè anh em ơi. Đây cốc nhông, đây cốc nhông 99% luôn nha em, 98-99% nha anh em, quá đẹp. Rồi không nhâm không rõ luôn nha anh em ơi, không nhau hồi rõ như lần nha anh em, cái độ cứng của thái anh cũng biết rồi, y như thái 110 vậy anh em. Rồi hai này đẹp luôn nha anh em ơi, không dấu mà mới dốc cạ vô ma sát thôi nha, chứ không có lúng không này nha, quá đẹp anh ơi. Còn cái này không thấy dấu luôn á, cái này chắc không có vô số tới đây ngưng hay sao á. Rồi 600 bao ship anh em, 600 bao ship bộ số ếch thái anh em, giống như thái 110 vậy anh em, về lên thái 110 luôn nha anh em, 600 bao ship anh em ơi. Rồi bách nè, thái trăm mờ thái ở thái trăm cho anh em về gắn lên đĩa anh em, lên rổ nha anh em, em về lên rổ của y bài đi em, bao cứng nha, hàng này cũng biết chất lượng rồi, lên rổ là y bài luôn anh em ơi. Về khỏi mua cái đồ kia chế cháo gắn nhiều không ngay đó, gắn này vô đưa lụm thôi. Rồi 150 bao ship anh em, kẹn lô anh em ơi, 150 bao ship nha, bát nạ ở thái 150 bao ship. Rồi bình xăng ở thái, co xăng ở thái anh em, ống luôn có ống hút anh em ơi, về anh em gắn đầu lòng ống hơi anh em ơi. Rồi, ở đây có nước nhẹ nha anh em, nước nhẹ nha. Rồi ống tờ leo dưới còn ống này anh em ơi, ở thái anh em có ống hút, có hút nha anh em, về anh em gắn bình 105, bình thái 105 thì gắn gì tùy thích anh em nha. Rồi giá này 250 bao ship anh em ơi, 250 bao ship, co xăng vô e ở thái 200-250 bao ship. Rồi đồng hồ ở thái 100 nha anh em, bao hoạt động bình thường, kèm luôn chóp pin nha anh em. Rồi mặt sau truyền hình dư vệ sinh anh em, vệ sinh tỷ ít anh em, bao hoạt động bình thường. Rồi kèm luôn cái cục chóp luôn nha anh em, chóp pin luôn nha anh em ơi, chóp pin này cũng 50.000 cục rồi. Rồi giá sổ luôn, nước nhẹ anh em ơi,
250 bao ship luôn anh em ơi, 250 bao ship luôn, ở Thái 100, 250 bao ship luôn. Quá rẻ. Rồi cần số vừa đọc ở Thái anh em ơi. Hàng này bao trâu bò anh em. Rồi ở Thái có chữ đây nha em ơi. Có chữ lo rồi nha em. Có chữ lo nha em ơi. Rồi chưa gì xin em ơi, về gì xin tỉ anh em nha. Hàng gì xin còn đẹp nha em. Đây, chà ra đẹp em ơi. Rồi bao cứng nha em. Rồi như hình em ơi. Ở Thái nha em. 150 bao ship anh em ơi. 150 bao ship, cốt đạp ở lộn vừa đạp vô số 150 bao ship. Rồi phụ sao có Thái. Một cây lôn cây riêng nha em, một cây ti K3 nha em ơi. Rồi giá sát luôn, 150 bao ship luôn, bao dung nhảy lên em ơi. 150 bao ship luôn nha em. Một cây ti zin, một cây ti lô nha em ơi. 150 bao ship, về gắn xe cỏ chạy em ơi. Rồi phục trước ở Thái em ơi. AB nha anh em. AB nha. Rồi sơn zin luôn nha, còn một con số đàng hoàng anh em ơi. Sơn zin luôn nha, chưa gì xin luôn. Vì xin không kịp anh em ơi. Ti bao đẹp anh em nha anh em. Ti bao đẹp nha, không xước luôn nha. Không cháy luôn nha anh em ơi. Rồi giá cặp này 4 triệu đổ ship nha anh em ơi. 4 triệu đổ ship nha. Sơn zin luôn còn nha anh em. Phục Thái nha anh em. AB nha anh em. Rồi 4 triệu đổ ship luôn anh em ơi. Ti zin không ờ ti zin đẹp không xước nha anh em, không xì luôn, 4 triệu đổ ship. Rồi chẳng có Thái em ơi, còn đẹp nha anh em, còn đẹp không không nổi con bộ chưa có gì xin luôn. Rồi bao cứng em ơi, bao cứng hàng Việt Nam nha anh em, chở lúa cho lúa thầy luôn nha anh em, 100.000 bao ship anh em ơi. Rồi tay heo dầu ở Thái nha anh em. Đang siêu bình thường nha anh em. Rồi anh em về vệ sinh lại xài thôi. Về châm dầu lại xài nha anh em. Rồi giá như anh giá như rửa luôn. Hay hơi công nhẹ nha anh em. Rồi bớt còn nhẹ nhàng anh em, nè không bị cứng nha anh em, nè nhẹ nhàng luôn. Về nhiều khi về bị giao hàng nhiều khi để lật nữa là nó bị mất hơi á, anh em về lấy hơi lại xài anh em. 4 triệu đổ bao ship luôn. 400 đổ bao ship. Tay heo dầu rồi S Thái 110 giá như rồi hết. 4 triệu đổ bao ship. Rồi cặp phụ anh pha nha anh em. Này đi thay rồi nha anh em ơi. Còn một con mã luôn anh em. Còn xe Alpha luôn nha. Alpha nha anh em. Gitelo còn đẹp nha anh em ơi. Còn nhúng nhảy ok nha. 100.000 bao ship anh em ơi. 100.000 bao ship. Rồi bộ ba nắp ở Thái nha anh em. À, má má đọc lên. KRSG nha anh em. MEATH nha anh em, TH ở Thái nha anh em. Rồi sơn zin còn đẹp anh em ơi. Sơn zin còn đẹp nha anh em. Rồi AB nha anh em ơi. AB nha. Rồi còn đẹp cho anh em về dùng liền cũng được. Rồi giá như rửa luôn. 400 bao ship nha anh em. 400 bao ship. Bộ ba nắp rồi, ở Thái 400 bao ship. Rồi lốc bộ ở Thái nha anh em. Bao công tung năng sơ mi ơi, mới đã đằng đầu luôn. AB nha anh em. Rồi lõn nhất đẹp anh em ha. Cái này có trái nhẹ hai răng nha anh em, xài bình thường nha anh em ơi. Trái nhà 2 răng hoài thôi nha, chỉ 2-3 răng thôi. Rồi ống nhớt đẹp, không nứt không nha anh em ơi. Bao xài anh em ơi, hàng này cũng biết rồi, nó nặng hơn lốc thường nha anh em. Nặng hơn lốc thường anh em ơi, AB nha anh em.
Rồi giá này VIP anh em ơi, 300 bao ship anh em ơi. Lốc bơm Thái nha, 300 bao ship anh em. Mới đá lần đầu nha anh em. Trong zin còn luôn, 300 bao ship. Rồi bình xăng ở Thái còn sáng đẹp. Trong lanh, sơn zin nha anh em. Rồi bên trong còn đẹp nha anh em ơi. Rồi 150 bao ship nha anh em. Bình xăng lớn ít Thái anh em ơi. Sơn zin còn đẹp. Về dùng liền khỏi cần sơn lại. Bên trong như hình này này rất cát anh em chưa rửa. 150 bao ship nha anh em. Rồi gấp lộn và bọc sơn ít Thái anh em ơi, còn đẹp nha anh em. Đúng ít Thái nha anh em. Hàng này chất lượng anh em ơi, nặng quằn anh em ơi. Rồi cái gấp đi bán muối anh em ơi, gấp đi bán muối rồi, gấp một ten banh rồi. Còn bột sơn đẹp anh em ơi. 250 bao ship anh em ơi. Ít Thái anh em ơi, nặng hơn con RS nha anh em, nặng hơn RS nha. Hai trăm bao ship nha anh em. Rồi gấp chân sau ít Thái nha anh em ơi, ít Thái nha anh em, bao dày dặn hơn là rửa ít nha anh em ơi. Thái chất lượng cũng biết rồi, đây là Thái nha anh em ơi. Thái đủ ba hình ba dấu chấm tròn nha anh em, có ngày sức ngày sức anh em ơi. Rồi 150 bao ship anh em ơi, ít Thái nha, các chân sau ít Thái 150 bao ship, lỗ có đẹp không, không dạt không dịch. Rồi bô ít Thái anh em ơi, còn đẹp như hình nha anh em. Ít Thái anh em ơi, 2543 nha. Cổ như hình anh em, cổ có thay rồi nha anh em ơi. Mười mấy chứ hình năm mà không thay nó cũng lại luôn á. Rồi bên trong cũng đẹp đó nha anh em ơi. Rồi cắn nhẹ móp nhẹ ngay chỗ lỗ ốc phụ hơi móp nhẹ thôi nha anh em ơi. Ngay chỗ ốc phụ. Rồi mặt tiền không thấy đẹp anh em ơi. Mặt tiền bao đẹp, bao tiếng zin. Gắn vô này vô tiếng nó khác anh em ơi. Khác tiếng có hàng Việt Nam nha, tiếng nghe đã lắm. Bịch 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 bịch. Rồi lỗ vô đẹp luôn. Mặt tiền đẹp em ơi, long lanh em ơi. Quá đẹp. Có xước xước nhẹ em ơi, xước nhẹ là bình thường nha em ơi. Rồi mặt tiền ý là mặt tiền đẹp thôi, được rồi. Đít vô đẹp không lủng. Bao tiếng zin. 650 bao ship em ơi. 650 bao ship nha, bao bao Thái nha anh em. 650 bao ship. Rồi cùi dĩa nhông dĩa Thái anh em ơi. Rồi còn đẹp anh ơi, dĩa còn quá đẹp. Vậy cùi 8500 nha anh em, quá đẹp. Rồi về dùng liền anh em ơi. Nhông thêm dĩa nha anh em ơi, cùi dĩa còn nhông dĩa nha. Rồi giá rẻ luôn, 150 bao ship anh em ơi. Về dùng liền luôn, giá như bộ sơn. Mua bộ nhông dĩa tặng bộ cùi dĩa nha anh em ơi. 150 bao ship. Rồi bộ nồi ít Thái anh em ơi, nồi hú nhẹ anh em ơi. Rồi bán sát luôn, anh em về làm gì làm, hú nhẹ. Rồi lúng nhẹ anh em ơi, lúng nhẹ luôn nha. Giá sát anh em làm gì làm, rồi có hú nha anh em ơi. Có sao nó vậy, có hú nó hú. Hú nhẹ, chạy ok. Có sao vậy anh em ơi, có hú nó hú, không hú nó không hú. Đúng ít Thái anh em ơi, 27 anh em ơi, KTL anh em ơi. Rồi chuông sọc nhẹ nha anh em ơi, sọc nhẹ thôi. Chuông zin em ơi, chuông zin chưa dớt luôn nha, có sọc nhẹ nha em ơi. Bố làm rồi nha anh em. Rồi bao bao mạnh, bao bốc. Không bao hú. Giá sát anh em ơi. Bán giá này nó hú nó thôi luôn á. Rồi 400 bao ship nha anh em ơi, bộ nồi Thái. Chuông zin chưa phá, chưa dớt. Bố có làm rồi. Có hú nhẹ. Rồi giá sát 400 bao ship.
anh em 400 bao ship, anh em về nói sao nó hú này nọ nó công đó nha, em báo là bao không hú, có hú nó hú, không nó không. Rồi bỏ bỏ ít Thái nha anh em ơi. Không mà nạ nha. Rồi, anh em mua thì mình cho cái bát mặt nạ RS vô. Đầy đủ nha, nó ba cốt nha anh em ơi. Cốt trước, cốt sau, cốt gấp, hai cốt máy. Đây đầy đủ hình, ốc máy đầy đủ hình, báo số luôn nha anh em ơi. Đầy đủ hình báo số luôn nha em. Còn đẹp em ơi. Rồi 200 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship nha. Rồi bỏ anh pha. Đầy đủ bách bẩn, bách mặt nạ, khóa yên, ốc máy, ba cốt đầy đủ. Cốt gấp, cốt trước, cốt sau, hai cốt máy. Đầy đủ ốc máy luôn, 200 bao ship anh em ơi, 200 bao ship luôn. Rồi bình xăng vô E2 lớp 3 anh em ơi. Bao anti bao xăng dương nha, còn chấm sơn nha anh em. Đó bao xài mới xịt bên ngoài em ơi, bên trong chưa xin em ơi, về để về chạy luôn được, xe test là bao im, bao ra ngon bao ngọt, chưa xin em ơi, về chạy cũng được nha anh em ơi, em test rồi bao im rồi. Rồi 4 đầu đỡ bao ship nha anh em ơi, 4 đầu đỡ bao ship nha, bình xăng cô xăng 2.3 anh em, 4 đầu đỡ bao ship. Rồi bình xăng alpha nha anh em ơi. Hình thức bên trên còn đẹp, bên dưới có sơn chống xét nha anh em. Rồi bên trong đẹp nha anh em ơi, long lanh em ơi. 150 bao ship nha anh em ơi, bình xăng alpha nha. Báo xăng dây xăng zin hết nha. 150 bao ship. Bên trên mặt trên đẹp như hình. Rồi bên dưới có sơn chống xét nha anh em ơi, 301 lủng. 150 bao ship anh em ơi, về gắn xe chở hàng anh em ơi, ngồi nó không lúng. Rồi bộ công cò số 1 nha anh em. Rồi có sức nhẹ nha anh em ơi. Nè, cái lửa sức nhẹ. Cây loạn xăng còn đẹp. Rồi cò có sức nhẹ anh em ơi. Về cái lửa sức nhẹ nha anh em. Về dùng liền khỏi mài luôn nha em ơi. Giá rẻ bộ ngon bộ rẻ, 200 bao ship anh em ơi, 200 bao ship nha. Có sức nhẹ nha anh em, 200 bao ship anh em ơi. Bộ công còn số 1, 200 bao ship, quá rẻ rồi, tiền đâu rẻ hơn nữa đâu. Rồi bộ công còn số 2 nha anh em ơi, còn đẹp nha anh em. Rồi có sức nhẹ miếng anh em ơi, còn nhiều là bao đẹp anh em ơi. Rồi cò đẹp nha anh em, cò đẹp lên nha anh em ơi. Rồi hàng cò ok anh em, công cò số 2 nha anh em ơi, công cò số 2 nha, còn khá ok anh em. Rồi 300 bao ship anh em ơi, 300 bao ship, 300 bao ship nha anh em ơi, công cò số 2 300 bao ship. Rồi số 3 nha anh em. Rồi còn đẹp quá anh em ơi. Còn ok anh em ơi. Rồi bộ số 3 nha anh em. Rồi bộ số 3 nha. Cao còn đẹp anh em ơi, còn lô nha anh em. Cò lô nha. Cò lô còn đẹp anh em ơi, mới thay, 200 bao ship anh em ơi, 200 bao ship, công cò số 3 200 bao ship.
Rồi bộ nồi phun 1 nha anh em ơi. Có rơi nhẹ, trên xe test không hú. Nồi này có làm rồi nha anh em ơi, trên xe test không hú. Anh em tin tưởng thì mình mua mình nha, mình nói sao nó vậy. Trên xe test là không hú. Rồi chuồng heo còn đẹp anh em ơi. Lúc nhẹ ngắn nhẹ thôi nha. Trên xe test không hú nha anh em. Anh em tin tưởng thì mua nha, em có sao nó vậy thôi. Nồi làm rồi em ít bao lắm. Trên xe test không hú anh em ơi. Nồi phun 1 nha anh em. Rồi chuồng này có vớt rồi nha anh em ơi. Chuồng có vớt rồi nha, bố mới làm anh ơi. Không lưu không ngắn luôn nha. Đụng nhẹ ngắn nhẹ thôi, xíu thôi. Rồi bố mới làm nha anh em, còn về cưa anh em ơi. Về dùng liền, không còn làm gì hết trơn. Rồi trên đây test không hú. Rồi anh em bán, anh em về gắn tin tưởng thì mua nha. Xe nồi đồng rồi mình cũng ít bao lắm anh em ơi. Rồi giá này là hữu nghị luôn, 500 bao ship anh em ơi. 500 bao ship nha. Trên xe test không hú. Rồi em bán giá này là em không bao hú nha. Anh em tin tưởng thì mua thôi, có sao nó vậy. Đầy đủ ốc, máng nhớt đầy đủ. 500 bao ship nha anh em ơi. 500 bao ship, bộ nồi số 1, phun 1, 500 bao ship. Rồi bộ nồi số 2 nha anh em ơi. Bộ nồi số 2 nha anh em ơi. Rồi chuông này mới làm anh em ơi, mới vớt anh em ơi. Rồi mới làm luôn nha. Rồi chuông bọng mới vớt luôn nha anh em. Rồi nồi mới làm luôn em ơi, về dùng liền em ơi, khỏi cần suy nghĩ nha anh em ơi. Nồi này có hú nha anh em ơi, em không bao nha. Nồi nào này chứ hú nhẹ thôi anh em ơi, không bao hú nha, hú nhẹ khỏi bao nha anh em. Rồi chuông heo còn như hình, lúng nhẹ thôi. Rồi còn ok nha anh em ơi. Nồi này mới làm nha anh em. Chuông mới vớt, bố còn về cui, về dùng liền, khỏi cần bỏ cần tiền làm anh em ơi. Bộ nồi làm hết mấy xị rồi, 3-4 xị, 4-5 xị rồi, chắc gì đó ngon nữa anh em ơi. Rồi bộ nồi Nhật giá Trung Quốc 300 bao ship anh em ơi, bộ nồi số 2 300 bao ship. Rồi bộ nồi số 3 anh em ơi. Rồi chuồng heo còn đẹp quá anh em ơi. Ngắn nhẹ thôi nha anh em. Ngắn nhẹ nha anh em ơi. Nè, anh em thấy không? Ngắn nhẹ thôi anh em ơi. Ngắn nhẹ rồi chắc chắn là thông vọng nha anh em. Rồi có rơi ngang chứ không rơi dọc nha anh em. Rồi đây có lúng nhẹ anh em ơi, có lúng anh em ơi. Sao nó vậy? Có lúng nha anh em. Rồi bố còn như hình. Rồi giá rẻ luôn, sổ rẻ luôn. 250 bao ship em ơi, giá ngang ngửa giá thua Trung Quốc em ơi, 250 bao ship. Về dùng liền khỏi suy nghĩ nha anh em, 250 bao ship, bộ nồi số 3 250 bao ship. Rồi bộ nồi số 4 rửa hết nha anh em ơi. Trên xe test không hú nha anh em. Rồi bộ nồi nào mình có làm dấu vậy là trên xe test không hú nè. Đó, như hình. Cái bộ nồi này như qua mưa bữa ra rẻ có hú gió nhẹ anh em ơi, hú gió nhẹ nha, hú gió nhẹ anh em ơi. Rồi chuồng heo như hình anh em ơi, mới mòn nhẹ thôi anh em ơi, mới lúng nhẹ thôi nha. Trên xe test là có hú nhẹ thôi, hú gió nhẹ thôi. Rồi chuông này có vớt có đóng vô anh em ơi, người ta đóng vô nè, đóng cái miếng tròn miếng chuông vô. Rồi bố zin nha anh em ơi, bố zin chưa làm còn về cua nha anh em, bố zin nha, người ta chỉ vớt chuông người ta đóng miếng một miếng chuông tròn phanh tròn vậy thôi. Người ta không có thay bố zin nha anh em ơi. Bố zin luôn nha. Cho xe test hú gió nhẹ anh em ơi. Rồi 300 bao ship nha anh em ơi. 300 bao ship bộ nồi số 4 nha. Trên xe test hú gió nhẹ có làm dấu, anh em về canh dấu xài. 300 bao ship anh em ơi. Rồi chẳng 3 RS nha anh em ơi. Rồi có băm nhẹ chắn trên nha anh em. Có băm nhẹ chắn trên nha anh em ơi. Rồi giá sổ rẻ luôn, 100.000 bao ship anh em ơi. 100.000 bao ship, tiền ship hơn 40.000 rồi, giá này 60.000 thôi. Rồi anh em về khỏi ép. Chẳng 3 cũ khỏi ép làm gì đâu, mua này vô gắn xài thôi. Đây còn mã mọc nữa. Này anh em không biết băm chiên biết thiệt. Anh em xài chén cổ lô rồi nó bị rơ rồi anh em băm chiên biết, băm có tác dụng mẹ gì đâu. Này xài đầu lô nó rơ rồi, phải nó rơ phải rồi, băm làm gì cho hư phí của người ta. Rồi 100.000 bao ship anh ơi, bao thẳng rửa hết nha anh ơi, gắn được quay lớn, tất cả quay lớn nha. 100.000 bao ship.
Rồi chẳng 3 alpha anh em ơi. 2.4 nha anh em. Bao ngay thẳng mọc mã còn nha anh em ơi. 200 bao ship nha anh em ơi. 200 bao ship nha, chẳng 3 alpha bao ngay thẳng 200 bao ship. Rồi lỏng alpha nha anh em ơi. Ở tay ra nha anh em ơi. Còn cứng nha anh em ơi, còn vót nha anh em ơi. Bạc mới thay luôn hay gì nè. Rồi bạc mới thay luôn, đúng rồi bạc mới thay luôn em ơi. Em mới thay bỏ vô luôn nha. Bạc tốt nha anh em ơi. Rồi giá này 500 bao ship nha anh em ơi, ở Tân Đa nha anh em. 500 bao ship, bao im bao khối. Khối hoàn tiền nha anh em ơi. Bao im bao khối luôn nha. Lòng còn đẹp. Không xước, về siêu liệu thôi, 500 bao ship luôn nè. 500 bao ship lòng ở Tân Đa. Lòng quay nha anh em, ở Tân Đa nha. 500 bao ship. Rồi dĩa má đầm trước RS em ơi, dĩa mòn anh em ơi. Rồi giá sổ luôn. 150 bao ship luôn em ơi, 150 bao ship luôn, giá sổ luôn cho em lên đĩa luôn, 150 bao ship. Ba quỷ vậy em ơi. À rẻ hơn giờ, 150 bao ship luôn nha anh em ơi. Rồi mô bin sạc chớp IC ít Thái nha anh em. Ở Thái Siriga nha anh em ơi. Ở Thái nha anh em, mô bin sạc chớp ở Thái nha, cũng biết chất lượng của nó rồi. MB25 nha anh em ơi. MB25 nha anh em, lửa bao mạnh nha em ơi. Rồi cục mô bin ở Thái cũng biết chất lượng của nó rồi, lửa bao mạnh nha anh em. Rồi bỏ 4 như hình. 500 bao ship nha anh em ơi, 500 bao ship nha, sạc chớp. Mô bin sườn IC ở Thái nha anh em ơi. 500 bao ship nha anh em. Rồi anh em thấy món nào được thì ủng hộ mình nha. Thôi tối rồi, tới đây là anh em ơi. Anh thấy được thì ủng hộ mình nha. Rồi xin chào anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha.